quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của bên em ạ. Và trong video ngày hôm nay thì em gái muốn giới thiệu đến cho anh chị một tác phẩm gọi là Toàn Giao Phúc Nhất, được chế tác chất liệu là gỗ mun sừng Khánh Hòa. Và tác phẩm này của bên em ạ với kích thước là cao 80, ngang là 66 và chiều sâu là 32 ạ. Mà được chế tác chất liệu là gỗ mun sừng Khánh Hòa vô cùng là giá trị và quý hiếm ạ, là thuộc nhóm gỗ tốt một cho em gái nhá. Mà về độ quý hiếm và bền bỉ với cả thời gian miễn nhiễm vong vinh mối mọt ạ. Và đặc biệt hơn, tác phẩm này của em là hàng ôm đá tự nhiên các bạn ạ, một phiến đá rất là lớn nhá. Và Toàn Giao Phúc mà nói lên một gia đình chịu khó, cần mẫn là chăm chỉ lao động miệt mài nhá. Ở đây và bên em khắc họa tái hiện lên một gia đình này. Và trên này một chú gà trống đang xòe những đôi cánh ạ, để bảo vệ cho người vợ và đứa con thân yêu của mình trước mọi khó khăn sau bao bão táp môi trường nhá. Vâng, và em gái sẽ đi gần hơn tác phẩm để cho anh chị cũng có thể là ngắm và thưởng lãm kỹ hơn từng cái đường nét đục của bên em nhất, thần thái cũng như là các nét lên đi vẻ đẹp này. Tác phẩm với kích thước cho em gái là cao 80, ngang 66 và chiều sâu là 32, được dạng trên khuôn gỗ mun sừng rất là tuyệt vời. Các bạn có thể ngắm được từ cái bộ đuôi cong vút này, được chạm khắc rất là tỉ mỉ cong vênh ạ. Chị ơi, kênh bong sắc nét đến từng cái chi tiết nhỏ một này. Vâng ạ, là tác phẩm này thì bên em cũng có để nguyên một chút giáp nhé. Cái phần vàng vàng đó chính là cái phần giáp của gỗ. Nhưng chị yên tâm là dòng gỗ giáp này thì không bao giờ lo bị mối mọt này. Và quan trọng nhất là thần thái của chú gà trống, chị ơi, là từng cái màu này hay là ánh mắt rất là tinh anh này, miệng này mỏ đấy ạ, lưỡi rất là sắc nét đến từng chi tiết ạ. Toàn bộ bên em được di sần chị nhá. Đó, hay là những cái phần lông tơ cũng được chạm khắc rất là tỉ mỉ đó ạ. Và đặc biệt chị ơi, rất là yêu thích cái tác phẩm này, đó chính là chú gà trống đang xòe những đôi cánh tựa như là mái nhà để bảo vệ và che chở cho những người vợ và thân được con thân yêu của mình nhá. Và bên cạnh đó chị ơi, tác phẩm chất gỗ rất là già, hạ đặc biệt hơn lại còn hàng ôm đá tự nhiên. Chị ạ, có thể này, một phiến đá rất là lớn này, đẹp không ạ? Và ba đứa con nhá, các bạn, một người vợ đây, một chú gà mái tượng trưng những người vợ là người phụ nữ tần tảo ạ, chăm lo gia đình và những đứa con để cho người chồng có thể là ra ngoài bươn trải, đúng không ạ? Và bên cạnh đó chị ơi, bên em còn chế khắc họa thêm đó là những bông hoa cúc. Và những bông hoa cúc thì tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ và làm hoa là sự hiếu thì nhá. Những cái cánh lá đấy ạ, hay là những cái bông hoa là cánh lá là được làm rất là tỉ mỉ, cái lụ đấy ạ, làm đua lở thì nhá. Và đây dưới đây là còn thêm những cái lấm linh chi này. Hay là chị ơi, tác phẩm này bên em được làm vô cùng là kỹ và sắc nét, đúng không ạ? Từ cái phần đất đá đây bên em cũng được làm di sần toàn bộ chị nhá. Rất là tuyệt vời từ cái phần móng chân gà này. Các bạn có thể cảm nhận cho em cái độ kỹ nữa, đúng không ạ? Vâng, rất là sắc nét, rất là tuyệt vời. Và không biết là anh chị đã cân đối cho mình được không gian vị trí để cho mình chọn lầm là một món quà tặng và biếu vô cùng là tuyệt vời nhá. Vâng ạ, và tác phẩm này em xin phép được báo lại kích thước một lần nữa cho anh chị có thể là cân đối cái vị trí không ạ. Tác phẩm kích thước cho em gái là chiều cao 80, ngang là 66 và chiều sâu là 32 ạ. Và tác phẩm này bên em đang giao lưu mức giá chỉ là 23 triệu đồng, và em này đã bao một phí vận chuyển toàn quốc rồi ạ. Và anh chị quan tâm những tác phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em gái qua đầu số là 0944812986 để em có thể là tư vấn, gửi đơn hàng và gửi hình ảnh video cụ thể hơn cho các bác nhé. Vâng, thì quý anh chị ở gần thì cũng mời chị ghé qua trực tiếp cơ sở bên em ạ, nằm tại mặt quốc lộ 38 ạ, phường Nàng Nghề Mộc, thôn Đông Giang, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ạ. Và em gái cũng xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả chị đã luôn theo dõi ạ, và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.